cho các bạn nhé. Đây là một cái máy tời, máy tời dòng xây dựng mã là PA600 các bạn nhé. Con này chuyên tời cho anh em để xây dựng, để tời những cái xi cát. Cái này có thể lắp vào cái tời mà, cái tời mà quay 360 độ các bạn ạ, lắp được. Đây, lắp vào tời 360 độ thì cái này nó tiện cho anh em sử dụng trong trường hợp nó vị trí nó hẹp các bạn nhé. Ngày xưa hay dùng tời bằng motor nhưng mà bây giờ dùng nó mất diện tích, nhưng bây giờ dùng cái loại này thì nó đỡ mất diện tích hơn. Chúng ta có thể đặt ở trên cao, chúng ta kéo hoặc đặt ở hố thang máy các bạn ạ, đặt hố thang máy các nó cẩu được. Cái này nó chỉ có nút bấm, nó chỉ có một nút lên một nút xuống thôi các bạn ạ. Chúng ta giữ tay thì nó sẽ quay lên và bấm nút lên nút xuống, bấm nút nào chúng ta giữ nút đấy thì là nó sẽ chạy ở chế độ đó. Bấm ở giữ ở nút lên thì nó chạy lên, mà bấm giữ ở nút xuống thì chạy xuống. Và chúng ta chạy đến một cái giới hạn nhất định, nếu lên quá thì là cái lò xo an toàn sẽ ngắt, nó sẽ chặn vào cái công tắc này, hành trình này, nó sẽ cho động cơ ngắt để nó không lên quá các bạn, nó không kéo quá. Tức là khi mà cái này nó sẽ bị chạm vào đây này, đó, sẽ mắc như này, đấy, thì nó sẽ vít này xuống, thì chúng ta lên tầm này hết cỡ, đó. Chứ còn xuống thì chúng ta xuống tầm nào đủ thì thôi, đấy. Thì công suất ở con này là, con này có, cái mã của nó là PA600 các bạn ạ. Con này còn là 1000, công suất 1200W, động cơ 1200W. Tốc độ động cơ là 2800 vòng phút các bạn ạ. Thực ra thì cái này nó chạy lưng đến tạ rưỡi, một tạ rưỡi các bạn ạ. Tầm một tạ rưỡi là chạy thoải mái luôn, bét nhè chéo đen luôn. Đó. Động cơ này được quấn 100% dây đồng các bạn ạ, không phải là động cơ quấn dây nhôm các bạn nhé. 100% dây đồng. Nhớ đây là hàng của Trung Quốc, không phải hàng của Đài Loan các bạn ạ. Vì giá tiền nó cũng rẻ cho nên nó không phải là hàng của Đài Loan nhé. Hàng Đài Loan thì nó đắt hơn. Vâng, xin chào các bạn nhé, hẹn các bạn ở video sau.